Hello anh em và mọi người Ok chào mừng các bạn đã trở lại với con game Sunwin Thì uh, hôm nay mình sẽ chơi với anh em và mọi người ở cái trò chơi đó chính là sóc đĩa live stream nhé À quên sóc đĩa uh, Sóc đĩa tứ linh nha anh em nhé Có tiền đầu tiên đánh nẻ Đầu tư một ít Ok mẹ biết thế đánh huệ Mẹ nó hết đi đánh được có 80.000 các bạn ơi Đánh được có 80.000 thôi với số vốn là một củ 250 thì chúng ta sẽ vào đây để quẩy ở trên con game này. Hôm qua thì nó lổ cái hũ tôi cũng không ăn được các bạn ạ. Mẹ à mày. Như này mà không ăn cay vãi lìn. Nhân 83 lần đánh 1 triệu cũng được 83 triệu cay vãi lồn này. Hôm qua này mùng 2 9 mình lại đi chơi chứ không cái giờ đấy là cái giờ khoảng 2 giờ lổ như thế là tôi rất hay ăn đấy các bạn ạ. Tôi sẽ ăn đấy tầm tầm 2 giờ là cái giờ khá là đẹp đẽ. Tôi thì hay uh, chơi ở cái khoảng từ 1 giờ trưa đổ ra đến khoảng 3 4 5 giờ chiều đấy. Ok, tay này thì tôi sẽ nhẹ nhàng đi một quả lẻ nhẹ thôi các bạn ơi, nhẹ tay thôi. 50 à 80 và 14 hy vọng là nó sẽ ra ba trắng bệt cầu vẫn là ba đỏ ba tay ba đỏ liên tiếp ạ à. ba tay ba đỏ liên tiếp mà hòa vốn các bạn ơi như này thì trừ gốc đi ăn được có năm à, chục <laughs> thôi thì cầu thì cứ đánh theo cầu mấy chục thôi các bạn ơi cho nó đỡ buồn vì theo mình nghĩ là sợ nó cũng không bệt được lâu ấy đánh hai chục ở đây. Coi như đầu tư chín chục ra lẻ thì ăn gần đâu không thì thôi đấy kiểu như vậy. Vẫn ba đỏ kìa. Bốn phát ba đỏ liên tiếp. Bốn phát ra ba đỏ liên tiếp các bạn. Thôi, còn này không nhé. Còn này không đánh cái gì cả. Tại sao các bạn nhìn đơn giản là thấy đó chính là à, từ lẫy lẻ không qua bốn cái. Còn này đang nghi về tứ tử quá nhỉ? Ba trắng, mẹ bỏ cái ra ngay. Khốn nạn thân tôi, các bố dồn vị ba trắng sợ không kìa. Các bố dồn vị ba trắng hơi nhiều luôn anh em. 5 cây rồi. Lại ba đỏ trang này đánh to tay như thế nào Ba <laughs> đỏ đi Dịch cụ mày đúng ra sấp đôi luôn Đúng mình vào phát ra sấp 2 Khốn nạn Khốn nạn vãi lìn anh em Như này thì biếu cho cái hết còn đéo gì nữa Các bạn thấy tổng số tiền lẻ đặt Và số tiền chẵn đặt bằng nhau Vị là đặt 120 triệu Chết hết luôn đúng không Mấy thằng đánh vị của đấy chết Chết sạch Đánh mẹ nó 10.000 chẵn 10.000 nẻ đi Muốn về cái gì thì về Vẫn trước thì không về Đừng có nói với em là cầu 1-1 một một nha đừng có nói với em là bịp bịp em cái cầu một một phang trăm rưỡi vào vị ba đỏ hay ba trắng đây nha ba đỏ và tứ đỏ quyết định rồi đừng có thay đổi húp luôn một cái vị ba đỏ vào mõm một trăm rưỡi <laughs> cái này phải dình nữa các bạn ơi phải dình thôi Húp được có trăm rưỡi bọ mà nghe ưng ừ, chim ưng gọi đại bàng thế nhỉ Tay này thì tôi sẽ cà giật cà giật tôi sẽ Đây Đi uh, sáu chục và hai chục và chẵn Tứ tử Ba đỏ thì đấy phải tứ tử nhỉ Bệt tiếp tục bệt vị ba 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 đỏ ba tay ba đỏ anh em mẹ nhà mày nữa xếp chơi nữa sao sao chúng nó biết mình chơi nhỉ ảo à, ma tứ tự ba trắng kìa phí thế nhỉ cầu bệt lẻ mà đéo đánh nữa anh em ạ Cầu rõ ràng nghiêng lẻ mà mình cứ sợ Cứ sợ, cứ sợ Sợ nó nó, nó nhảy luôn Đánh kiểu lung tung thế, phí thật Mình sợ mình vào thì nó lại bịp thôi Chứ cứ đánh, đánh hết từ đấy Cứ trăm rưỡi, trăm rưỡi Thì có khi là cũng được mẹ, mẹ Tầm năm, bảy trăm rồi u địt còn cụ mê tiếng trước đánh tứ thì không ra tiếng này quay lại đánh lẻ thì ra tứ cũng khốn nạn nhỉ các bạn thấy nó như thế là khốn nạn đéo rồi đấy nhỉ tiếp tục đánh lẻ này cây của này rồi còn này cây rồi chấm rưỡi vào cái vị uh, ba đỏ hay ba trắng đây suy nghĩ trong anh ba đỏ <laughs> được đấy làm quả một lít rưỡi à hai lít đẹp đẹp bạc đẹp bạc tôi phải nghĩ mãi tôi mới dám đánh vào đấy đấy các bạn còn này lại đánh tiếp vị đi để xét nhé đánh 100 vị nhưng mà xét xem đánh cái gì em mày tôi xem cái bên nào nó 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 ít tiền thì tôi đánh thôi vị nó phải ít tiền thảo sợ nó dồn phát điếu ra bà trắng ra sấp đôi Các bố dồn tiền nắm quái mà ok thôi mình xin phép dừng cái video tại đây thôi anh em ơi link tải game thì tôi có để ở phần mô tả của video cũng như là dưới phần bình luận anh em và mọi người nhấn vào đó để đăng ký và tải game nha uh, một số cái link game uh, uh, anh em và mọi người cũng thường hay chơi và tham khảo đó chính là con game k win i win t win à, mình đã để ở phần mô tả của video rồi các bạn nhấn vào đó để đăng ký và tải game nha chúc anh em và mọi người thật nhiều may mắn đánh đâu thằng đấy hẹn gặp lại anh em và mọi người sau nha bye bye anh em